Hôm nay là ngày 23 tháng 9 2022, nhóm của chúng mình di chuyển trên chuyến phà từ hòn đảo trên hồ Ontario chở ngược về lại thành phố để ngắm vẻ đẹp của Ontario vào ban đêm. Các bạn có thấy vẻ đẹp đây nè. Và xin nói lại lần nữa là chuyến phà đi và về chỉ có 8.7 và bắt chuyến phà ngay tại nhà ga Subway tàu điện ngầm Union. Cảnh đẹp lắm các bạn ơi, về đêm rất đẹp. Giá đi và về chỉ có 8.7 mà thôi. Và khởi hành ở đất liền, nghĩa là ở trung tâm Toronto, chỉ là mỗi giờ đều khởi hành hết á. Từ đất liền vào trung tâm và từ trung tâm ra đảo đều mỗi giờ đều có chuyến hết nha các bạn.